Tại lễ kỷ niệm, các thế hệ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển. Từ Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương và Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nay là Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Phòng Lịch sử Đảng thuộc các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, ngành Lịch sử Đảng đã nghiên cứu, biên soạn, tổ chức, hoạt động và tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Đó là lịch sử đấu tranh anh hùng bất khuất, sáng tạo của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã phản ánh khách quan quá trình lãnh đạo, đúc kết kinh nghiệm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Nhân dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đảng tặng ngành lịch sử Đảng bức chướng mang dòng chữ: trách nhiệm, trung thực, trí tuệ, sáng tạo vì sự nghiệp cách mạng của Đảng.